Phát ngôn viên Tuyết Nha và Trang Lương xin chào mừng quý vị đang đến với chương trình tin tức tổng hợp của đài truyền hình IBC TV trên băng tần 57.19 miền Nam, 16.12 miền Bắc California, hệ thống Galaxy 19 toàn Hoa Kỳ và Canada, website ibctv.us cùng Facebook và YouTube IBC TV Official. Như thường lệ, sau đây xin mời quý khán giả cùng đến với phần điểm tin. Quân đội Nga và Belarus tập trận chung. Nam Hàn phản đối yêu sách của Nhật Bản trong chiến lược an ninh quốc gia. Đánh bom xe ở Đông Nam, Thổ Nhĩ Kỳ làm 8 cảnh sát bị thương. Kiev rung chuyển khi Nga thực hiện cuộc tấn công hỏa tiễn mới. Tòa án Peru chấp thuận gia hạn tạm giam ông Castillo. Sau đây xin mời quý khán giả cùng đến với bản tin chi tiết đến từ Nga với phần trình bày của sứ ngôn viên Trang Lương. Kính thưa quý vị, Belarus đã tập trận chung các trinh sát, lính bắn tỉa và người điều khiển máy bay không người lái của Nga và Belarus được nhìn thấy đang tập trận chung trong một đoạn video mới do Bộ Quốc phòng Nga công bố. Đoạn phim được cho là quay tại một địa điểm không được tiết lộ ở Belarus cho thấy là các binh sĩ sử dụng máy bay không người lái để phóng lựu đạn và thực hiện các cuộc tấn công trên bộ bằng xe bọc thép chở quân. Theo như Bộ Quốc phòng Nga thì mục đích của khóa huấn luyện là xây dựng sự phối hợp tác chiến. Một đoạn video khác do kênh truyền hình Voen TV của Bộ Quốc phòng Belarus công bố cho thấy các xe tăng băng qua cây cầu phao được xây dựng bắc qua sông Neman. Một số đoạn của sông Neman đóng vai trò là biên giới tự nhiên giữa Belarus và Lithuania. Belarus cho biết là họ sẽ không tham gia cùng Nga trong cuộc tấn công ở Ukraine, nhưng Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã cho phép Nga tiến hành vào miền Bắc của Ukraine từ lãnh thổ Belarus vào ngày 24 tháng 2 và vào tháng 10, đã diễn ra điều động quân đội cùng với lực lượng Nga gần biên giới Ukraine. Các nhà phân tích quân sự phương Tây cho rằng quân đội nhỏ của Belarus thiếu sức mạnh và kinh nghiệm chiến đấu để tạo ra sự khác biệt quyết định. Nhưng nguy cơ nước này có thể can thiệp từ phía Bắc là một gánh nặng khiến cho Ukraine mất tập trung khi nước này tập trung vào việc chống lại các lực lượng Nga ở phía Nam và phía Đông. Nam Hàn phản đối yêu sách đạo của Nhật Bản trong chiến lược an ninh quốc gia. Nam Hàn đưa ra lời phản đối mạnh mẽ chống lại tuyên bố chủ quyền lãnh thổ của Nhật Bản đối với đạo tranh chấp được đưa ra trong chiến lược an ninh quốc gia được công bố vào hôm qua, trong khi thận trọng đáp trả kế hoạch tăng cường quân sự chưa từng có của Tokyo. Bộ Ngoại giao Nam Hàn yêu cầu loại bỏ ngay lập tức những tuyên bố chủ quyền lãnh thổ khỏi các tài liệu chiến lược quốc gia của Nhật và nói rằng hành động này không giúp ích gì cho việc xây dựng bang giao hướng tới tương lai giữa hai nước. Bộ Ngoại giao cho biết họ đã triệu tập nhà ngoại giao cấp cao từ Đại sứ quán Nhật Bản tại Seoul để lên tiếng phản đối. Riêng Bộ Quốc phòng cho biết họ triệu tập giới chức quốc phòng Nhật Bản phản đối tuyên bố này ngay lập tức. Quần đảo Dokdo ở Nam Hàn và được gọi là Takashima ở Nhật Bản do Seoul kiểm soát với một đội bảo vệ bờ biển nhỏ. Tổng thống Nam Hàn Yoon Suk-yeol đã nhậm chức vào tháng 5 cố gắng cải thiện bang giao với Tokyo, vốn đã bị hủy hoại bởi tranh chấp lãnh thổ đối với những đảo và tranh chấp lịch sử bắt nguồn từ thời kỳ Nhật Bản chiếm đóng Nam Hàn giai đoạn 1910-1945. Đánh bom xe ở Đông Nam, Thổ Nhĩ Kỳ làm cho 8 cảnh sát bị thương. Các nguồn tin an ninh cho biết là 8 sĩ quan cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã bị thương hôm thứ Sáu khi một quả bom phát nổ trên một xe ven đường khi xe bus nhỏ của họ đi qua đường cao tốc ở tỉnh Diyarbakir, Đông Nam nước này. Thống đốc Diyarbakir Ili Ihsan Su nói với các phóng viên tại hiện trường, các đồng nghiệp của chúng tôi đã được gửi đến bệnh viện để theo dõi. 7 người trong số họ đã được xuất viện, 2 người trong số họ vẫn đang được theo dõi nhưng không có vết thương nào nguy hiểm đến tính mạng. Bộ Nội vụ cho biết là 2 người đã bị bắt giữ và được cho là thủ phạm của vụ nổ xảy ra gần một chợ gia súc cách trung tâm Diyarbakir, thành phố lớn nhất trong khu vực khoảng 10 km về phía nam. Trước mắt là không có tuyên bố nhận trách nhiệm của bất kỳ tổ chức nào. Các chiến binh người Cớp, người binh, chiến binh cánh tả và Hồi giáo đều từng thực hiện các vụ đánh bom ở Thổ Nhĩ Kỳ trong quá khứ. Tin từ Ukraine, Kiev đã rung chuyển khi Nga thực hiện tấn công hỏa tiễn mới. Nhân chứng của Reuters tại thủ đô cho biết những tiếng nổ lớn rền vang khắp thủ đô Kiev vào hôm qua và những hệ thống phòng không tiếp tục hoạt động trên khắp Ukraine.
Giới chức Ukraine cho biết Nga tấn công Ukraine bằng hỏa tiễn vào thứ Sáu, đánh trúng vào những cơ sở hạ tầng quan trọng trên khắp đất nước, làm mất điện khi người dân tìm nơi trú ẩn. Giới chức địa phương cho biết cơ sở hạ tầng ở khu vực phía đông Kharkiv, khu vực Biển Đen của Odessa và Vinnytsia ở phía tây miền trung Ukraine bị tấn công trong đợt tấn công hỏa tiễn lớn nhất kể từ tháng 10 tới nay. Nhà điều hành đường sắt Ukraine đã nói một số tuyến đường sắt đã bị mất điện. Tyria Tymoshenko là phó chánh văn phòng tổng thống cho biết tòa nhà dân cư bị tấn công tại trung tâm thành phố, nơi ông nói rằng mọi người có thể bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Thống đốc tại Kiev cho biết Nga đang tấn công ồ ạt của Ukraine. Nga đã xâm chiếm Ukraine vào tháng 2, tấn công vào cơ sở năng lượng của Ukraine từ tháng 10, tạo ra tình trạng mất điện liên tục trên khắp đất nước vào đầu mùa đông. Tòa án Peru đã chấp thuận gia hạn tạm giam ông Castillo. Việc tạm giam cựu tổng thống Peru Pedro Castillo trước khi xét xử đã được kéo dài lên 18 tháng vào hôm thứ Năm, trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao ngày càng sâu đậm với các quốc gia cánh tả phản đối việc phế truất ông và khi các cuộc biểu tình chết người kéo dài sang tuần thứ Hai. Một hội đồng tư pháp trong tòa án tối cao đã ra lệnh kéo dài thời gian tạm giam trước khi xét xử đối với ông Castillo, trong khi các công tố viên tiếp tục điều tra các cáo buộc hình sự đối với ông ta. Những người biểu tình tụ tập bên ngoài tòa nhà tù nơi ông bị giam giữ, dương cao các biểu ngữ chỉ trích tân tổng thống Dina Boluarte và kêu gọi đóng cửa quốc hội. Cựu tổng thống Castillo bị cáo buộc các tội danh nổi loạn, âm mưu chống lại nhà nước và vi phạm trật tự hiến pháp. Ông Castillo đã bị quốc tịch Peru phế truất hôm 7 tháng 12, có thể phải đối mặt với tù án tù là 10 tới 20 năm nếu bị kết án tội. Luật sư bào chữa cho cựu tổng thống Peru cho biết là sẽ kháng cáo quyết gia hạn thêm hạn tạm giam này. Cựu tổng thống Castillo trước đó thì bị tạm giam 7 ngày tại một cơ sở cảnh sát ở Lima. Ông cho rằng mình nên được trả tự do sau khi thời gian tạm giam kết thúc hôm thứ Tư ngày 14 tháng 12. Thưa quý vị, như thường lệ sau đây sẽ là phần bảo trợ thương mại của những cơ sở kinh doanh đồng hành với đài IBC. Chúng tôi sẽ quay trở lại, gửi đến quý khán giả một bản tin liên quan tới đầu bếp Paris cung cấp một lễ hội thuần chay thay thế cho các loại gan ngỗng truyền thống ra sao? Hay chúng ta tới với việc bể cá hình trụ lớn nhất thế giới bị vỡ tại Berlin như thế nào? 100 cảng y tá Anh tham gia đình công lớn chưa từng thấy và nhiều tin tức nổi bật từ Việt Nam. Xin mời quý vị đón xem.